À, không cần ở người chồng tương lai mình là cái gì hết. Vậy thì tôi hỏi cái lực lượng mà nó chăn 500 con bò đó anh, nó có nền ông tổng không? Nó có đàn ông tổng không? Để nó chăn 500 con bò đó, nó phải có những thằng chăn bò đó anh. Chính Phải xác, không? Nó nhiều lớn nhất cũng phải ít nhất cũng phải cả chục thằng đàn ông chăn bò chứ chẳng lẽ thì sao? Hay là nói cách khác mấy cái đó tôi thử hết rồi không vừa tôi rồi, giờ tôi đi kiếm chỗ khác lại. Hay là như vậy không? Đã tiêu chí không á là cần người đàn ông nghèo khổ cũng được lắm. Vậy thì trong cái lực lượng mà chăn bò của mình bao nhiêu thằng đó sao không chọn ra thằng làm chồng? Đó là tiêu chí mà. Thậm nhiều lúc là nhiều lúc là cái nơi người ta nói thôi anh cơm nguội nhiều quá, nhiều lúc kiếm miếng phở Tôi muốn cười á, hay là xài xong rồi không đã rồi bây giờ đi kiếm ở ngoài vô nữa và cái đó, gì mạng nếu mà mình dùng giống như là mình dùng nhiều quá thì nó cũng cũng là nó cũng quen mặt quá rồi, thì thôi thỉnh thoảng là kiếm miếng phở. Cho dạ nên bây giờ nói đó thật chứ sự, thật sự mấy anh mà cái anh người ở thì đâu có được quyền lên tiếng đâu, khi nào bà chủ cần bà quét một cái là anh phải vô thôi, mà khi mà xong rồi anh đi ra đấy là tới tháng nhận lương đấy, thì bây giờ thôi anh chán quá rồi, bây giờ thôi tìm người ngoài. Mời anh tiếp tục ạ. tệ quá, chắc tôi cũng thống nhất với cái quan điểm đó. Thật sự mà tôi ngẫm cũng về cái trình độ á, của cái thằng chủ kênh YouTube này nè, nó làm những cái chuyện thật là buồn cười. À, nói ra thì hồi nãy có một cái ý kiến mà như anh đã nhắc nó là chủ kênh không lừa đảo bà con, nó làm sao nó không lừa từ một thằng bán bưởi như vậy là đại gia, rồi tới một cái thằng cái ông già mà bây giờ là biến trở thành một cái quái thai của thời đại, một cái trò cười cho thiên hạ, là ai gây ra đó? Nếu dựa lên cái nền tảng đó lên nó nói thật, đây là chú Năm, ổng là vợ chết rồi nhưng mà đất đai này của vợ ổng, ổng giờ chỉ có trên tay ổng là có 5 chỉ vàng đó thôi, còn nhà cửa đó là của vợ trước của ổng để lại, hay là sổ đỏ ổng là có vấn đề hay vấn đề tôi không biết nha bà con, thì đó mới thật sự là ông mai bà mối thật lòng á. Thì đâu có con mẹ nào mà ham tiền đi vào anh Năm tôi đâu, giành giật anh Năm tôi đến một lần mà phỏng vấn là tới 8 con mẹ lại ngồi đó, thấy không? Cụ bà lại đó để là anh Năm anh phán quyết đến mức độ nó đông tới mức độ mà anh Năm anh nói vậy. Bây giờ ngày mai ai tới trước là được trước, ai tới sau là gọi như là không có được gặp anh Năm, không được gặp với anh Năm nhau, phải được với anh Năm. Đó là ai gây ra trên cái nền tảng đó. Nếu nó thật như anh em mình đúng rõ ràng không? Còn ví dụ tôi là anh Bưởi, tôi nói ông Bưởi này mua bán rất là bấp bênh, nhưng bây giờ ông già yếu, ông lại thương với binh, nếu có ai có tình thương và có sức khỏe thì về gắn kết với ổng để là nuôi ổng về già, đó là vừa tình thương mà vừa tình yêu. Đúng Thì rồi. cái vấn đề đó nếu có người nào mà nhảy vào thì vấn đề đó là không xảy ra nhỡ nhàng đâu anh nè, thấy không? Rồi đó là những cái vấn đề, rồi xuống dưới là miền Tây cái đám cùi bắp nó cũng vậy. Một ngày thu được 30 triệu tôi đứng ra tôi bảo đảm nói như vậy là còn là khiêm tốn cái chú đó còn hơn nữa, nhưng mà cuối cùng là như thế nào, như vậy nó có lừa bà con hay không? Đây này nó lừa điển hình như nó lừa chị Bình Thuận tôi, là hai thằng nó cùng một ý lừa đó. Lần trước thì chị Bình Thuận tôi cũng bỏ mấy ngày cái tuần cái lễ cơm gạo là cái tiền để đánh xe vào để là đón anh Năm tôi, cuối cùng cũng không được. Tới cái thằng lừa thứ hai bà phải đánh gần như là 20 ngày cơm gạo, 2 ngày gạo, 20 ngày mà gạo của bà để bà chạy xuống dưới đó để nghe những cái lời đường mật của cha con, nó là tung hứng rồi nó là cái mũi chưa sạch đứng ra bảo lãnh một ông già như vậy. Thế là sao? Rõ ràng chưa? Vì đâu mà chị Bình Thuận tôi rõ ràng, chị Bình Thuận tôi đánh giá rõ ràng là con người ham tiền rồi mà nó cứ đưa đồng tiền nó dạy đồng tiền ảo không, rồi bỏ qua đó là bà bây giờ quay lại bà Bình Thuận bà mất bao nhiêu tiền bởi những cái lời mà tung hô của mấy YouTube này, anh thấy rõ ràng không? Mà tại sao nó là nó không lửa? Còn bây giờ nếu giả định tôi là anh đứng lên là làm cái mảng kết nối đi, ví dụ là vậy thì tôi nói thẳng luôn, chú Sơn này hiện giờ còn một con vợ đã ly hôn rồi nhưng mà con vợ của ổng vẫn còn sống chung với ổng, nên có ai muốn thương thì thương ha. Đó là rõ ràng công tâm. Còn đằng này nó có đâu, nó có tí cái đâu, chỉ nói là 30 triệu không. Trời ơi cái nhà đó đẹp quá, sạch quá ba ơi, cái nhà nó bự quá ba ơi. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Của nhà của người ta luôn. Đó có lừa hay không? Đó cùng nháo lừa. Rồi tôi nói điển hình là cái thằng cha gì nữa, 64 tuổi là 10 cây vàng đó anh. Nếu nó thật, nó nói rằng là đây là cái vấn đề tìm hiểu hôn nhân là tình yêu,
mảnh ghép cuối đời gì đó ghép lại với nhau, chúng đâu có đem vàng lên đây để chúng mua chuộc phụ nữ được, vì người phụ nữ Việt Nam là rất là cao đẹp lắm. 10 cây vàng này chú không đủ mà nuôi nửa đời mà một người là phụ nữ đâu chú ơi, chú dẹp đi thà chú chứng tỏ bản lĩnh bằng lời nói của chú ha. À, như thế nào đó để người ta tin chú, người ta thương chú. Còn này nó đem một thằng cha là móng tay còn xình đứt đen thui, đâu ơi đeo mang đồ vét vô, rồi bắt đầu đó là vàng vũ lên mà nó nghe len keng không à, thành ra là cái người tinh ý là người ta thấy là đồ này là đồ năm số 9 rồi đó. Rồi đó là xe du lịch là tài xế đi mà anh thấy cái sức bất hợp lý à. Tôi bây giờ tôi muốn tài xế bảo vệ ở ngoài xe đó. cái thằng mướn thứ hai, được mướn diễn viên thứ hai là cái thằng đầu trọc, nó cũng tinh tướng nhé, trọc trọc đó. Yeah. Cái nó nói rằng là ủa sao ta để cái chìa khóa xe hới đây, à, chìa khóa xe đây, cái nói không, đây là chiếc xe ở dưới An Sương. Ủa anh làm cái gì mà anh bỏ chiếc xe dưới An Sương rồi anh phải mướn tài xế anh đi chiếc xe khác là sao? Nó nói ra nó hợp lý, trộm bị mua hợp lý, hợp lý hay không? Đó có những cái xảo trá đó để nâng thằng cha già này lên, rồi cuối cùng những diễn viên mà nam giới của nó đã là thất bại hoàn toàn rồi. Rồi bây giờ nó đem ra những cái chiêu mà ba người phụ nữ mất nát hết, và điều cũng là một cái sự gọi là đầy nghi vấn. Điển hình như cái chị gì với Long An 46 tuổi đó. Yeah. Bây giờ em muốn sống rồi, bây giờ em có nhà trọ lại là ở, là đêm nay tới cũng được, ngày mai tới cũng được, em muốn lắm rồi. Anh thấy không, cái sự mất nát hả? Mà trong đó là văn chương chúng ta cũng không ai chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Rồi tiến tới cái bà gì mà có một đứa con á. Yeah. À, bây giờ em sắp sẵn đồ rồi, hãy anh nào tới là bấm nút em biến theo anh đó luôn. Rồi em khuyến mãi thêm đứa con của em nữa là mua một tặng một đó. Yeah. À, mua con mẹ là tặng đứa con mà có thật không? Tôi nghĩ là không có thật. Rồi tiến tới cái người phụ nữ chăn bò vậy đấy nè. Kiếm chồng về mà để dành đó là... anh thấy một cái quan điểm nói chuyện anh thấy láo sược, nghĩa là không có mà là sức sược luôn á, mất dạy á. Đúng rồi, chính xác. Em bây giờ là người phụ nữ giàu là chị ta nói nha, em kiếm chồng về đây cắt cỏ chăn bò, quản lý bò ở đây, đó cái chỗ này là tôi thấy là đau khổ cho cái anh nào mà ham tiền mà lỡ giá vào nha. Giả định đó là cái trang trại có thật của cái chị này, giả định nha. Ồ, mà ban đêm về là nó không biết cái nào là của vợ nó, mà cái nào là của con bò đó. Tôi nói anh là đau khổ cho cái này, mà tương lai sẽ về đó đó. Nhưng mà là tương ra gì mình nói để cho họ là thức tỉnh dậy, hãy chung tay lại, đừng có nên mà nổ quá. Xây dựng rồi bây giờ xã hội người ta nói gì? Chính bọn chúng cũng đã nói, mà bọn chúng cũng đã biết tình yêu lứa đôi vợ chồng là gì? Hai trái tim cùng một nhịp đập. Yeah. À, chứ không phải là đem tiền bạc ra xây dựng hạnh phúc. Mà tôi nói thẳng thắn luôn, bây giờ tôi nói ngay như nhà sơn nổ nè, giả định thằng giả mà có được 30 triệu thu nhập trong một ngày đi, nếu mà giả cưới nhầm con vợ nó không yêu thương thằng giả, một ngày nó phá 50 triệu giả cũng vẫn đổ nợ một ngày 20 triệu luôn. Yeah. Tôi nói anh các bạn ơi, nếu mà hôn nhân thật lòng thì họ hột muối người ta là chia hai thôi, nhưng mà cái sớm này là học muối chia hai, học đường là ngẫm hết, anh thấy không? Yeah, đến khi lúc mà lâm vô cái vấn đề mà vi phạm về pháp luật thì giả đẩy con vợ giả vô trong kia ủ tà, giả ngoài này giả chạy nhông nhông tiếp đó. Rõ ràng đó là những người đàn ông xảo trá đời thường, họ là như vậy. Rồi cộng lại những cái YouTube này nó đưa lên rồi để gây ra những cái chuyện nhỡ nhàng vô cùng luôn, chứ mà nhỡ nhàng ở cái tuổi ông của cha của bọn, chứ không phải là nhỡ nhàng cho cái tuổi là 18 đôi mươi. Rồi cái cơ hội lấy lại danh dự, tôi nói như là anh Năm của tôi nè. Yeah. Anh Bưởi nè, rồi như là cái anh Sơn 74 tuổi nè, còn cơ hội lấy lại danh dự để khi họ là xuống mồ rồi họ còn lại lấy lại được tiếng thơm hay không, hay là vẫn là mồ thằng cha này là mê, là hay là thằng cha này mất nết, thằng cha này là lừa đảo đó. Thì bà mấy cụ á là nghĩ đi, nghĩ gì về những cái vấn đề là như vậy mà bọn chúng đã gây ra đó. Thì bây giờ là sao ha? Để đã nhỡ nhà cho chúng ta thấy không, rồi đó là lôi nhau lên trên đó, mà không biết cái thằng nào mà nó mất nết quá trời anh Sài Gòn ơi, nó nói chuyện nó sọt qua cái người kia, mà nó để cái tay lên trên cái kia của bà, của cái bà áo xanh xanh đó. Yeah. Cái thằng đó là vô giáo dục mất dạy mà tàn nhẫn nữa. Tại sao tôi nói người tàn nhẫn? Cái bà đó bà già, bà phải kê, bà treo đồ lên dữ lắm cho nó mới lên nổi vậy. Yeah. Mà nó lấy cái tay nó đè xuống,
thật sự cái thằng mà đội cái nón đen đó tôi thấy là nó mất nết vô cùng, mà đâu đó trong cộng đồng nó vẫn đặt ra có rẻ không, thằng nó tàn nhẫn mà nó đủ đạo đức, đã biết bao nhiêu kỳ công và những cái dụng cụ để nâng nâng nó lên cho nó bốc bớt xuống mà thòng xuống đúc. Nó thấy cái tay nó đè lên vậy để nó chỉ qua cái bàn bên kia, cái hàng áo đen đó tôi nói vô cùng nó mất dạy và vô đạo đức thật sự luôn. Nếu gặp đời thường là tôi tớp nó liền. Dạ dạ chứ mà nó có tôi tớp nó một cái thì dạy nó, mà nó nếu có mất dạy thì nó tán bụi tán đập bụi tôi thì tôi phải chịu thôi. Lỗ vốn đó, đó là những... người ta bao nhiêu công sức người ta đã dạy là đó, nó dữ lắm rồi mà nó kéo lên vậy, nó lấy cái tay nó đè xuống, anh thấy rõ ràng cái thằng đội nón đen á. À, đại 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 ưu đề đó. Trời dạ, nó vô cùng mất dạy. À, rồi hãy nói ra cái là tụi nó nói sao, à, con nuôi tôi, cháu nuôi tôi được quyền rờ, tôi được quyền vuốt. Một cái sự ngạo mạn mất dạy, phá đi văn hóa Việt Nam và phá đi hình ảnh một ông già. Rõ ràng, đó vậy mà nó lên, nó ngông lên trên cộng đồng mạng thì là một cái vấn đề nhức nhối cho cái văn hóa và nhân văn luôn. Rồi bây giờ tôi hỏi phải giả sử đây, bây giờ là con gái mình nói như cái ai cái thằng nào nói đó, à, tôi được quyền giết gì đó, thì như vậy là nó về nó nghĩ con gái nó đi, rồi thằng nào lại nó để tay để chân như cái kiểu đó đi, rồi là như thế nào đó, mình đặt mình vào cái hoàn cảnh là của người ta đi, rồi mình sẽ thấy được cái điều gì nó đau đớn như thế nào. Còn đằng này nó bừa nói đại lên rồi, anh thấy không, nó thả với nhau gì, nói chung một bầy á là dây được dê cái, dê được heo nái gì tùm lum đó, rồi á là bốc hốt với nhau, rồi kẻ bốc được kẻ bốc không, rồi nói người này xấu người xấu, thật sự nó gây lộn nhau quá trời. Việt Nga mà nó xấu xa mà nghe nó được cười luôn á chứ, từng tuổi đó nó nên trời thiếu điều muốn quýnh lộn nhau á, trời ơi, nó đâu có thua vô 18 đâu. Nhưng mà ở U18 tôi thấy bây giờ dẫu sao chúng ta lên án cái tuổi trẻ nó nông nổi, nó bồng bột, nó quyết định là tình yêu xét đắng, nhưng mà là tương ra bây giờ cái tuổi 18 nó lại văn minh lịch sự hơn, nó lại là có nhân văn hơn mấy cái cụ này, những u ông u bà mà hổm rà. Tôi nói anh nghe đó, thì tôi kể anh cái câu chuyện nực cười đó, cái ông già đó á, là bây giờ vừa già lão quá rồi, trồng 1900 hồi đó hết nó thu nhập nhiều rồi, người ta kêu cưa đi trồng cây mới lắm, bây giờ nếu mà cưa trồng xuống thì tôi chết rồi, lấy đâu tới tôi ăn, nó có chết là tôi chết rồi. Vậy mà đi tìm mảnh ghép yêu đương ông săn sóc bà gì đó, bà chăm ông gì đó, ông chăm bà gì đó, không biết luôn á. À, đó là cái vấn đề tôi thấy là gì đâu mới gây ra những cái ông già, mà tôi nói là ông già đó là thuần năm á, và cũng đó là đơn chiếc đó, ổng cũng hiền hậu đó, nhưng mà ai kích thích cho ổng để gây ra những cái hình ảnh mà cái người ông người cha làm nó trở thành những cái vấn đề thú tính như vậy. Ổng đã biết cái ngày tàn của ổng tới rồi, trồng cây dừa bây giờ 2 năm là có ăn rồi nè. Dạ ổng có cũng trời, nhưng mà ổng còn sợ chết, ổng ăn không kịp, bây giờ đi lên kiếm gì ông chăm bà chăm ông gì đó. Mà nói thật sự ra nói á, cái thằng chủ kênh mà kết nối đó, nó tặng cho ổng một cái cổ quan đi vậy là ok nhất. Không còn gì để nói là ngoài ra cái chuyện đó. Vậy mà cũng lên rồi anh thấy đâu đó bây giờ là bây giờ chúng ta mới hỏi lại giữa bây giờ những U18 đôi mươi, những cái cặp tình nhân á là chuyện hẹn hò của tuổi trẻ đó, với những cái kênh mà gì kết nối tình duyên rồi xưởng sản dứt sức rồi ổ động gì đó để cho cái dây đực và heo nái rồi lồm sờm với nhau trên cộng đồng mạng như vậy, thì ai là người có đạo đức hơn ai? Rõ ràng chứ đó. Chuyện hẹn hò đó người ta rất lịch sự, rất là văn minh và rất là có cái vấn đề nhân văn. Còn đằng này sao, hãy lên làm không được á, đi đó là đâu á là thằng này thì chửi con kia đi 7-8 kênh, con kia thì chửi thằng này đi 13-14 kênh. Thế là hai đứa nó chửi nhau sùm, không ra một cái gì hệ thống gì cả, không biết rồi cái sự nhục nhà. Rõ ràng không? Nó y như bây giờ là tôi mệnh nha, đó là những cái đồng. Nhưng mà tôi thấy đó ở đó hình như mà cũng xin lỗi anh, mà cộng đồng mạng tôi thấy là vậy. Nó là một cái bãi bẩn, bãi phân bẩn. Rồi nhà nó bu tới, rồi nó bu hết chỗ này, nó bu hết chỗ kia. Chứ là vương ra. Với một cái tư cách cúng hãng như vậy thì là người đàn bà về với nó sống nổi nó hay không, với cái tư cách nó sỉ sọ, nó là mom mỏm trên cộng đồng như vậy đó. Rồi người đàn bà nào về sống với nó để gọi là ông chăm bà chăm ông, đem lại hạnh phúc hay không, anh thấy rõ ràng chưa? Ý là bây giờ sao,
cái là chỉ là chỉ gọi là bạn đời đối chất nhau trên cộng đồng, trên xã hội, mà nó còn có mớm mỏm như vậy, xí xỏ như vậy. Mà nếu con vợ mà nó nói là gì, không cần nhà cửa, gần như là nó mua về bằng vàng bạc nhiều đó. Yeah. Thì người vợ đó có hạnh phúc hay không, với cái bản chất mà hung hãn láo xược như vậy đó, thì anh thấy rõ ràng. À, rồi còn cái bà già này, à, rồi già rụng răng hết một bên này, nửa hàm răng rồi, bây giờ cưới Việt Kiều Mỹ, cái là bà nói rồi, thằng kia nó cười sao đó, mà cái răng bên kia thì còn răng thì nó đỡ cái môi lên, thì bà cười nhếch mép cái răng bên kia, rồi cái bên này nó bị rụng răng, nó xệ cái môi xuống. Cái môi của bà thật sự là, tôi nói anh đó là buồn cười vô cùng. Giết Kiều Mỹ, Giết Kiều Mỹ, trời ơi trời. Bà hỏi cái giá trị mình bây giờ là gì? À, cái sự trinh tiết đâu, rồi cái sự gọi là tiết liệt trung trinh đâu, hay là thủ tiết chờ thờ chồng đâu, mà nghìn đời người phụ nữ Việt Nam có những cái câu nói đó, những cái ràng buộc đó, mà cả thế giới này đều nói người phụ nữ này Việt Nam chúng ta rất là cao đẹp, rất đẹp và rất cao đẹp. Còn đằng này giờ mấy người tuổi già rồi, mấy người là lên đó là mấy người lộn xộn lên như vậy. Yeah. Rồi còn đâu nữa, trước tiên mấy người đó hại con của mấy người đó. Tôi nói điển hình như là con của anh Năm tôi đó, tôi nói thật sự là vì người đời dèm pha cỡ nào, không là ngẩn mặt lên nhìn cư gia hay không, rồi tới đây cháu cố cháu sơ của ổng nó như thế nào. Ông cố mày ngày xưa là một thằng cha già dịch hay là sao không? Mà cũng mới đây nữa cho biết là những điệp viên không con thấy đó, là cái đêm mà ảnh ôm cái bịch đen đen lên rồi ảnh chia tay ở cái kênh YouTube đó, đưa 7 triệu con ảnh về đó anh. Yeah. Là ảnh có tậu một bà nào đó về dưới, đi xe Blast gì đó, đỏ đen gì đó, rồi đâu được 2 ngày rồi là bà đó cuốn lớp đi mất tiêu, rồi sau đó là ngày gì anh Năm tôi cũng đi mất tiêu. Rồi quay lại vấn đề rõ ràng, một cái hình ảnh một ông già xây dựng hạnh phúc lừa đảo. Anh từng tuyên bố mà, ai về ở với tôi được một tháng là tôi cho một chỉ. Anh về anh thành đã có hai đêm ta đi mất tiêu, bây giờ là anh đưa được bao nhiêu phân. Nó xin lỗi cho anh, chứ chắc anh có được phân vàng đó. Đó là bà đó mất cắn hai đêm là để cho anh là gì vui dập đó. Yeah. Là anh đó là cào xé cho anh cỡ đó, anh làm gì nữa anh làm. Nhưng mà thật sự đó là một cái sự lừa đảo mà dựa lên nền tảng nào mà anh Năm này mới ngoi mặt lên cộng đồng để chiêu dụ những người ham tiền, những người phụ nữ ham tiền đến đó để hiến dân đưa xác cho ảnh để làm thóa mạ đi cái tôi nghĩ là thân xác của người phụ nữ Việt Nam, vì họ là quốc tịch Việt Nam mà. Yeah. Thì như vậy là còn gì nữa, hết sức là đau lòng. Mà đây là những cái chuyện mà chúng ta là buồn cười, thì chúng ta cũng muốn làm đến những cái câu chuyện cười dí dỏm để là cho cộng đồng mạng và cho những ưu ông và có những cái tấm lòng xấu đó thì hãy chùm tay lại. Rồi bây giờ nó hãy lũy chứ, bây giờ trắng trợn luôn, mới có mà 47 tuổi đầu cũng vậy, kiếm nửa quãng đời còn lại chắc không. Cái dáng đó là tôi nói thật sự sắc phu quá nha. Đó là gì, sắc khí muộn phu, không muộn phu đó nha. Thì rồi đây là nó sẽ kiếm nhiều bánh ghép nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Cái bước đó tôi coi rồi, không ra phải đàn bà mà, không có cái gì hậu hình như thế nữa. Rồi đó là muốn là lợi dụng nữa. Thằng cái gì tuổi ông cha mình lợi dụng được, tới mình lợi dụng nó bắt nó về chăn bò. Nhưng mà cái hạnh phúc, cái tình yêu, cái chủ nghĩa tình yêu thiêng liêng cao cả của người Việt Nam chúng ta là hình như là ngàn đời đã tôn trọng về chủ nghĩa tình yêu rồi anh này. Yeah. Và cả thế giới này người ta cũng tôn trọng về chủ nghĩa tình yêu, nhưng mà cái tình yêu ở những cái hang động đó, ở những cái ổ phân dơ bẩn đó, nó phá nát đi còn gì nữa gọi là chủ nghĩa tình yêu, thủ tiết thời chồng ở đâu. Mà bây giờ là cứ là có đứa thì là gì đi quen em rồi xong về mới làm đơn ly dị, giờ mới ly thân thôi. Yeah. Anh thấy cũng là quái sự là nó thớt triêu hơn. Rồi vậy đó, thì mũi chưa sạch và em đứng bên bảo lãnh, đây là đại gia đạo đức đàng hoàng. Rồi bây giờ đâu đó những tay mới vừa gặp nhau, mới có được một vài ngày là lên cộng đồng quên quang, là tuổi già là khổ sở quá, không ai hiểu được tuổi già, đừng nên kết luận gì cả. Nhưng mà ngạn ngữ nó đã nói câu rồi, cái câu chuyện vợ chồng tan rã không nên đổi thừa ai cả, mà phải nói là tại anh, tại ạ, tại cả đôi đàn. Yeah. Chứ không phải nói là cái câu chuyện hai vợ chồng chia tay nhau, ly dị nhau, nó lỗi tại ông chồng không, hay là lỗi tại bà vợ không. Đó, mà phải cả hai,
mà bây giờ là họ vì vấn đề tình yêu mới chạy theo những cái thú tính đó để rồi đổi thừa cho đối phương mình, ông chồng tôi là ABC, rồi bên kia thì bà vợ tôi thì ABC. Nhưng mà lật lưng ra sao? Họ cố tình họ làm những cái chuyện đó vì cái bản chất cái phần con nó cao hơn phần người. Nên bây giờ nó phá nát đi cái văn hóa rồi. Bây giờ tôi nói thật sự chính những người đã phải chịu đựng cái hậu quả. Tôi nói thẳng rõ ràng cho những cái cặp mà việc bản ghép cuối đời yêu đương gì đây à, thì tôi hỏi thật sự con trai con gái của họ đó giờ lập gia đình nha, mà nếu mà không có cái sự mà không còn cái truyền thống mà người vợ là phải chịu đựng, là người chồng phải chịu đựng á, thì mới là hy sinh cho nhau thì mới được cái hạnh phúc. Còn bây giờ mấy con mấy người đó tôi nói hứa luôn đó, nó sẽ vỡ hạnh phúc trong nay mà vợ trời chồng của mà thí dụ về thằng chồng thằng rể của mình nó đi nhậu 2-3 đêm là con gái của mình nhảy ra rồi ta thôi mày, thế là bắt đầu sao nhảy lên cộng đồng mạng, mặc dầu có bì hay có vốn điên luôn, chạy qua em bây giờ ứng liền anh nào tới là lụm, tới là lụm liền về, rồi em khuyến mãi cho thêm đứa con nữa đó, thì rồi đây sẽ có cảnh đó lớn, nó sẽ lan rộng. Thì tôi nói là cái hình ảnh mà người phụ nữ lam lũ nghèo khổ nuôi chồng bệnh tật chắc không còn đâu anh Sài Gòn ơi. Dạ đúng rồi, dạ tình hình như vậy thôi, biết sao sao tự do hôn nhân, tự do tìm hiểu. Đó thì giờ ví dụ con chồng nó què đi hay con vợ nó què đi, thế là bắt đầu nó bỏ nó xách cái kia, nó chạy lên mấy cái ổ này rồi đăng ký vào, thế là bắt đầu là tha hồ chọn lựa, tha hồ bay bướm lên đó, tha hồ dọc nhã trên đó. Cái hành động của cái thằng đội nón đen mà nó để lên cái kia của bà đó, và một cái hành động của cái thằng nọ mà nó để lên cái đùi của người phụ nữ đó mà nó là tuổi đời 60 mà. Thì tôi thấy rõ ràng đó là những thằng đàn ông mất dạy. Tôi nói thẳng thắn luôn, mà nó là một cái truyền thống, cái gia phả nó là đồ vô giáo dục. Tại vì sao tôi nói vậy? Nếu như nó 17-18 thì cuộc đời nó nào giờ chưa thấy, chưa đụng những cái đó, thì nó là bây giờ nó đụng chạm tới thì cho rằng nó thèm khát, nó mới 15-16 tuổi ha, mình cũng còn có cái là gì, nó cũng nhỏ tuổi, nó không biết về cái sự sĩ diện hay sỉ nhục của con người đàn ông. Con đằng này nó nghìn tuổi đó mà nó làm những cái động thái như vậy đó, thì làm sao mà là nhân văn của người Việt Nam chúng ta còn đâu nữa. Rồi bây giờ nó mới 60 mấy tuổi, nó đem cái tuổi lớn đó ra để đi đàn áp những chị phụ nữ ở đó, rồi nó 70 tuổi nó làm tới cỡ nào à, cái kiểu này là chắc có lẽ là, nhưng mà mấy ông già ngày xưa đó nội con bệnh nội bệnh cái chỗ này á, là con bú chỗ nào đó, là chắc mấy thằng này tương lai nó là vậy hết. Tôi khẳng định lắm á, ai có nghe câu chuyện không, ông gia trần vô tới cháu nội nó đang mớm sữa không đó, mấy thằng này nó sẽ là như vậy. Ở giữa cộng đồng, giữa YouTube, giữa ống kính như vậy mà nó thò tay như kiểu sầm sở thú vật như vậy, thì còn gì nữa để gọi là người đàn ông, thật sự là đau xót.